Tuyết không tín hiệu xấu, CHO trái đất. Tuyết bình thường có màu trắng, nếu nó chuyển sang một màu bất kỳ khác nghĩa là có điều bất thường nào đó đang xảy ra. Ví dụ như cháy rừng ở Úc khiến băng tuyết trên đỉnh núi có màu xám kỳ lạ. Tương tự như vậy, việc băng tuyết chuyển sang màu hồng là dấu hiệu toàn bộ hành tinh sẽ bị ảnh hưởng. Vào thời điểm này, tuyết đang rơi nhiều ở dãy núi Alps ở Ý. Băng và tuyết trên các dòng sông băng đang chuyển sang màu hồng nhạt. Nghe thì có vẻ thú vị nhưng hiện tượng này là dấu hiệu cho thấy hành tinh đang rất nóng và ngày càng nóng lên rất nhanh. Hiện tượng tuyết chuyển hồng là do nó chứa một loại tảo có tên khoa học là Anxilonema. Gimoro thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Ý cho rằng, hiện tượng nở rộ của loài tảo này là tin đặc biệt xấu với các dòng sông băng, nó sẽ tăng nhanh hơn. Các dòng sông băng trên khắp thế giới cũng đang biến mất vì nhiệt độ khí quyển đang bị đẩy lên cao. Thông thường, băng tuyết sẽ phản chiếu hơn 80% bức xạ mặt trời nhưng khi tảo xuất hiện, khiến băng sẫm màu, sẽ hấp thụ nhiệt nhiều hơn nên tan nhanh hơn, theo AFP. Đây sẽ là công thức mới cho các thảm họa thiên nhiên sau này. Thật không thể tin được rằng, những bông tuyết màu hồng xinh đẹp kia lại là tín hiệu tiêu cực dành cho trái đất. Ha ha ha, 问什么的说